Haja aproveitado o tempo, aproveitou muito isso, é porque então eu tenho que amar, eu não vou fazer uma letra, eu não vou fazer uma letra, eu não vou fazer uma Phép lạ, lúc nào cũng có trong mỗi quý vị, hoặc là ở trong tham gia quý vị đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị tham dự cầu nguyện thì phép lạ sẽ đến quý vị một điều đó, tôi nghĩ là chắc chắn. Nếu mà bác sĩ chê thuốc không còn thuốc nữa, quý vị tìm cho phép lạ sống dài thêm nữa, và quý vị có thể tìm một cái gì sẵn may mắn cho phép lạ. Do vậy mà các tâm đoàn Tây Tạng từ ở Ấn Độ đến đây và thực hiện được cái mạng Đà La này để giúp cho quý vị cầu nguyện mà muốn là có người được mạng mà thuốc chê thuốc không còn vớt, và bác sĩ cũng chê cái trường hợp có nhiều lắm. Tôi cho một ví dụ là phép lạ có, chẳng hạn như là bà vợ ông Cao Xuân Mỹ đưa tôi tới bệnh viện để mà rút cái ống thở đó nha, chuẩn bị còn siêu cái ống thở. Nhưng mà tôi xin phép gia đình vô cho tôi cứu bà này thử được. Thế thì tôi còn nguyện bà thức dậy. Ladies and gentlemen, I would like to share a few words with all of you, and also. I would like to repeat again, you know, when we get sick and then when we're so desperate, there's no cure for our sickness, but we have a strong belief, and I believe that we do have hope. Tôi cứu giúp rất nhiều người sống dậy khi đi về từ quả chết. Cái này thật chứ tôi không có nói ngoa. Đó là phép lạ của chư Phật, chứ không phải là của tôi. Nhưng mà tôi phải tụng kinh hoặc là tụng thần chú, như vậy phép lạ mới có một cái tác dụng cảm ứng thì mới cứu được người kia. I have an honor to be able to help a few of the folks who is really really sick and somehow come back to a healthy condition. Of course, I cannot do it myself. I have to do that with the help, the assistance of the Buddhas and the Bodhisattvas. The power of them assist me in helping these people, sick people. Dạ thưa, cứu giúp như thế nào? Tôi xin đơn cử một người nữa. Có một bà Phật tử ở chùa Bảo Quang, buổi sáng tới giọng chân la hét từ ngoài kia đi vô. Bà là tên bà Lan. Có một người con bác sĩ và một người dâu bác sĩ về tim, bác sĩ mổ ốc. Thế thì bà vô, bà muốn mời tôi đi đến bệnh viện USA để cầu nguyện rút ống thở cho con bà. Con bà chưa được 50 tuổi. Thế thì tôi tới đó thì bác sĩ đứng một bên hết. Thế thì tôi hỏi cho tôi cứu người này không? Thì mấy người này bác sĩ không tin. Thế thì tôi nói bây giờ coi như bác sĩ chê rồi, để tôi cứu thử, cho tôi được cứu thử nha. Thế thì tôi tụng 7 miếng đà bi. Ok, 7 miếng đà bi. Rồi tôi bắt đầu bấm huyệt, bấm những cái huyệt mà rất là nặng ký, tức là làm cho người ta tỉnh dậy. Thì khi tôi làm như vậy, tôi vừa đọc thần chú,
Thế thì người kia cái chân nó hoe. Thì trong đó có một người con bác sĩ, một người do bác sĩ là chạy nó lên. Tức là họ bắt họ thử bất cứ cái gì cũng không còn nhúc nhích nữa. Thì mới tới tôi, thì tôi thử thì rõ ràng thần chú cảm ứng giúp cho họ thức dậy bắt đầu từ phần. Cái này có thật. Please allow me to show you a beautiful experience. There's a member of Bangpong Temple, and her son is really sick, and basically near death. And then even though this family has a son as a doctor, heart surgeon, and the daughter is a neuroscientist, but because they're so desperate, so they invited me when I come to see the patient, and I asked the doctor, please, let me give it a try. And then I use the art of acupressure to apply in certain location in the body with the support of reciting the mantra. And believe it or not, I was able to help the patient to have some movement in the body. Dạ thưa, cứu cánh của đạo Phật là giác ngộ. Nhưng bên lề của xã hội thì có quá nhiều đau khổ gì đâu không? Phải không? Bệnh đau yếu, bệnh sinh lão bệnh tử là có những người muốn sống lại không sống dễ đâu. Tôi vô bệnh viện thường xuyên để có cầu nguyện. Một người giàu có mà xin một miếng nước uống, bác sĩ không cho, lấy cây quẹt trên môi thôi. Quý vị đồng ý cái chuyện đó có thật không? Quẹt trên môi một chút nước thôi, không cho uống nữa. Một người giàu có mà xin cái gì không được, mà xin miếng nước uống không được luôn. Quẹt trên môi cái một chút nước thôi. Thành bên lề xã hội nó quá nhiều đau khổ đi. Bản thân tôi vô bệnh viện để mà giúp cho những người, tôi cứu được nhiều người thức dậy lắm á. Không tiện kể đây. Nhưng mà tất cả ngoài cái việc cứu cánh của đạo Phật còn có những phương tiện, đây là phương tiện. Chư Tăng cầu nguyện thì là theo như Phật nói, công đức của đại chúng như nước biển cả không có lường được. Vì thế cái sự cầu nguyện của Chư Tăng, rồi sự cầu nguyện của quý vị cảm ứng đến mười phương chư Phật, chư Bồ Tát giúp cho quý vị. Và tôi một lần nữa chúc cho quý vị có một cuộc sống an lành trong ánh hào quang của Đức Phật. Xin cảm ơn. Thank you.